Tên nông trại chim mi pha Mộc Châu đây. Các bạn biết gì không? Nho đang chín dần rồi. Đó, đằng kia có hai khách đang hái quả kìa. Hello. Đó, mùa nho đầu tiên ở Mộc Châu. Chắc chắn chim mi pha là đơn vị đầu tiên ở Mộc Châu rồi, có nho rồi. Đó, nho đang chuẩn bị chín. Đi một vòng để cho các bạn ngắm nhé. Nó đang chín dần rồi. Đó. Nếu mà mình cúi xuống như này, cả dọc luống nó là dâu. À là nho chứ, mới quen. Cứ quen là mùa dâu tây. Nhưng bây giờ mình có nho. Đi ngắm một vòng đi. Ôi trời. Đã chưa? Siêu to và dài. Niềm ao ước của tất cả mọi người. Vừa to vừa dài. Nhưng mà điều đặc biệt nữa đó là nho còn đang chín và vị của nó là vị ngọt nha. Nó sẽ chín kỹ nó có sẽ có vị ngọt. Đấy, nho này là nho ngọc trai đen. Giống như chuỗi ngọc trai không? Giống như là chuỗi ngọc trai đen mà chị em phụ nữ thường hay đeo trên cỏ đó. Đấy, ngắm một vòng đi. Mùa hè này đi đâu? Mùa hè này lên Mộc Châu hái nho ở nông trại Chim Mi Farm Mộc Châu. Đó. Với mùa đầu tiên thì giá ưu đãi. Chắc chắn là giá mùa Covid rồi. Tất nhiên là xem kết vườn chùm chín, chùm xanh và nó đang chín dần. Đã chưa? Mùa này thì Mộc Châu hoa quả cũng gần như hết rồi. Mận, đào, mơ. Đấy, nhưng nhất nếu các bạn có lựa chọn Mộc Châu để chơi thì có một lựa chọn mới, đó là nho. Tất nhiên thì đây sẽ là sản phẩm mới và sẽ rất thu hút mọi người cho xem. Đó, sang luồng khác nhé. Tí mình sẽ thử xin phép hai bạn kia để phỏng vấn. Đó. Đó. Trời ơi. Chín rất nhiều. Trời hay nắng. Nhưng các bạn biết bí quyết để đến vườn nho chụp ảnh đẹp là gì không? Đó là đi khi trời nắng to như này. Nó rất nổi giữa nền trời, nền quả nho màu xanh, à quả nho màu tím đen và cái lá của cái nho thì màu xanh đậm. Nó rất nổi nếu các bạn đi vào tầm nắng to. Kinh nghiệm mình đã thấy rất là nhiều các bạn gái đều có cái ảnh đẹp. Một số chùm chín khá là to bạn. Vâng, em vừa cắt chùm. Wow, nguyên giỏ luôn nhỉ, được phết. Không có dâu tây thì ít nhất có nho nhỉ. Vâng. May là có cái sản phẩm quả. Ôi, nhìn bự phết nhỉ. Chứ này chắc chỉ được hơn một cân một xíu thôi. Vâng, hơn một cân một xíu. Cơm mới thèm kéo. À đúng rồi. Ít nhất về mình ăn ngon đấy. À. Đúng kiểu nho tươi còn khác. Hái tại vườn nhỉ. Hái tại vườn. Nho tại vườn đây. Đây này cái giống này nó to hơn này. À cái giống này thì nó chưa chín. Vâng. Chín chắc cũng tím hết đúng không? À đúng rồi, nó màu tím đen đấy. À. Bây giờ mình xuống, mình cân ở đâu anh? Ở đây tí xuống cái chỗ xe vừa nãy mình gặp các bạn đấy. Sau đó là dưới đây có túi. Thế mình cân. Kéo xuống nhá. Ừ, thôi khéo thì để đây. Các bạn hái xong rồi? Dạ vâng, em hái thế này thôi. Ok. Ừ, em gửi anh. Ok. Em cảm ơn nhé.
mình có được hái chanh leo không anh? Ờ, hái chanh leo được, nếu các chanh leo được có 30.000 một cân thôi. Các bạn có thích hái quả là chắc phải 20 quả để mới được một cân. 20 quả chưa được một cân đấy. Ờ, nó nhẹ lắm. Lấy nó nhỏ xuống đựng chanh. Ở dưới đây có đồ rồi, dưới có túi bạn. Dưới đây có rồi. Dưới. Mượn cái giỏ được không? Ờ, dưới đây có giỏ, dưới nhiều. Giỏ nhiều này này đây. Tí nó nhiều lắm, ở dưới kia đầy. Giỏ ở dưới kia nhiều lắm.